Xin chào tất cả mọi người, kênh Tâm Thiện Tướng Sinh lại tiếp tục với chủ đề lịch thời vận tốt 12 con giáp ngày 24 tháng 7 năm 2023. Ngày 24 tháng 7 năm 2023 tức là thứ hai lịch âm, ngày 7 tháng 6, ngày Quý Mùi, tháng Kỷ Mùi, năm Quý Mão. Tổng luận của ngày là bạn đã bắt đầu gặt hái được những thành quả nhờ nỗ lực không ngừng của bản thân. Phương vị tốt: Hỷ thần Đông Nam, Tài thần Chính Nam, Quý thần Chính Đông, Phúc thần Chính Tây. Phương vị xấu: Hạc thần Tây Bắc, phương vị tam sát không động thổ, chính Tây. Tuổi Kỵ: Đinh Sửu, Kỷ Sửu. Giờ tốt: 3 giờ đến 4 giờ 59 Giáp Dần, 5 giờ đến 6 giờ 59 Ất Mão, 11 giờ đến 12 giờ 59 Mậu Ngọ. Nên giá thú: làm bếp, an táng, làm cửa, lợp mái, tu sửa cây cối. Kỵ: xuất hành, uống thuốc trị bệnh, cầu phúc, khai trương kiện tụng, vân vân. Chúng ta sang tiếp tục với phần thứ hai là phần sự tốt xấu của 12 con giáp trong ngày này. Thì chúng ta nhìn vào bảng thấy rằng là nhiều tuổi rất là đỏ, đúng không? Nhưng đầu tiên là ta phải liệt kê là cái tuổi chưa tốt và cái tuổi Tý cùng hình chữ nhật, mọi việc đều phải thận trọng. Khi gặp hình thì chúng ta phải thận trọng. Tuổi Sửu là phùng xung chi nhật, là ngày trực xung, cho nên là chúng ta phải cẩn thận khi triển khai công việc quan trọng trong ngày này. Chúng ta sang phần 2 của cái mục này là những tuổi nào thì tốt. Tuổi Mão, phúc lộc chi nhật, thích hợp với giao lưu, đi chơi, tiệc tùng, cái này là tốt nhất rồi. Tuổi Tỵ, quan sát vượng nhật, nỗ lực làm việc, đạt được kết quả ngoài mong đợi. Tuổi Ngọ, quan thiên chế kiếp, gặp được quý nhân tin tưởng. Tuổi Mùi, sát ấn tương sinh, có lợi cho việc mở rộng thị trường và quan hệ. Tuổi Hợi, tài tinh đắc địa, chăm chỉ làm việc sẽ được như ý. Ngoài ra ta có tuổi Thân, tài tinh hợp thân, tài lộc rất tốt, có lợi cho cầu tài. Trên cái sự tốt xấu của 12 con giáp này thì mọi người có thể vận dụng và tham khảo trên cơ sở tùy theo cái mức độ công việc của mình. Chúng ta sang với mục thứ 3 và giờ tốt thì chúng ta làm gì có lợi. Thì vẫn tương tự như các phần trên thì tôi sẽ lấy 3 cung giờ, 3 giờ đến 4 giờ 59 Giáp Dần, cầu tài có thể được. Xuất hành bạn nên hướng Đông Bắc, gia trạch sống lên hòa mục, tránh thị phi, tức là khi mà giờ này mà làm việc gì liên quan gia trạch thì thường sẽ phát sinh ra cái câu chuyện là không được hòa mục, không được hài hòa do câu chuyện thị phi gây ra. Quan lộc nhận chức đã lâu nhưng sự thăng tiến hơi chậm. Thi cử làm bài tốt có thể đỗ, hôn nhân có thể thành, thai sản sinh nữ, sức khỏe người mẹ hư yếu. Phần tân bệnh bộ phận Tỵ bị tổn thương nên điều trị. 5 giờ đến 6 giờ 59 là giờ Ất Mão, cầu tài có tiền ở phương Nam. Xuất hành bạn cũng lên xuất hành ở phương Nam, đó là logic với nhau, đúng không? Gia trạch có điểm lo lắng, trẻ nhỏ không yên. Quan lộc được thăng chức, thi cử thì được thuận lợi. Hôn nhân thành nhưng không xứng đôi lắm. Thai sản thì sẽ sinh cho con trai. Đặt ra cung giờ thứ 3 là 11 giờ đến 12 giờ 59 giờ Mậu Ngọ. Cầu tài cuối tháng thu được, tức là nếu như ta cầu tài hoặc là triển khai cái công việc cầu tài ở trong thời điểm này thì cuối tháng mùa thu thì chúng ta sẽ được. Xuất hành chính Đông, gia trạch có việc chưa yên nên thận trọng. Quan lộc nên biết đủ thì mọi việc thuận lợi, và chúng ta phải biết đủ, đừng nên vượt quá cái giới hạn thì nó để tránh cái việc ảnh hưởng đến những cái việc khác. Đúng không? Thi cử lên cẩn thận, thi đỗ. Hôn nhân vợ đẹp, sức khỏe chồng hơi yếu. Thai sản sinh con gái. Tật bệnh bộ phận Tỵ thổ, vận hóa không tốt, nguyên khí không đủ gây ra bệnh nên điều trị sớm. Như vậy là tổng chung của ngày này ta thấy rằng là ở giờ này thì chúng ta thấy rằng là cầu tài thì sẽ ở cái giờ mà 5 giờ đến 6 giờ 59, đúng không? Là cầu tài ở phương Nam, xuất hành chính Nam. Và cầu tài ở cái giờ Giáp Dần là 3 giờ đến 4 giờ 59, đúng không? Nên là mọi người có thể vận dụng theo từng cái công việc của mỗi cá nhân mình để làm sao mà đưa cái công việc nó trở thành có lợi nhất cho bản thân. Như vậy tôi đã trình bày xong lịch thời vận tốt 12 con giáp ngày 24 tháng 7 năm 2023. Mọi người có thể để lại lời bình luận ở dưới video này. Kênh Tâm Thiện Tướng Sinh rất cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh và sẽ hẹn gặp mọi người ở một video khác. Trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại.